chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Thanh, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Hoàng Thách, huyện Nhà Bè, tỉnh Bắc Giang. Đến với liên hoan tiếng hát tuổi hoa do hội đồng đội tỉnh Bắc Giang tổ chức, mình xin được thể hiện bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Ba Em của tác giả Ngô Ngọc Báo. Xin mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Học tập luôn gắn chiếc làm sao cho khăn quàng thắm.